Cái con này là Hello iBoy, mình làm nghe gọi luôn. Rồi cái khúc này nó mới quan trọng là các bạn, cái khúc Return Backup nè, Return Backup là cái pha mà nãy mình tạo á, được hay không là cái khúc này ha. Hồi hộp các bạn ha, hồi hộp nè. Rồi các bạn đợi cho nó chạy, mình nhìn cái dòng chữ á mà nó báo mà thấy ngọt ngọt gì, ok ok là ngon lành các bạn. Đó, bearing bearing vậy nè, đó là lầm nè. Alo, xin chào các bạn. Mình đang cầm cái con iPhone 7 lúp màu đỏ nè. Nó bị tình trạng là khóa kích hoạt cho chủ sở hữu. Mình hay nói dễ hiểu là màn hình Hello ha. Thì nhiều lúc tình trạng như thế này á, thì có nhiều bạn hỏi nó, ủa sao em bỏ sim vô thấy nó có sóng mà không có ba bát nghe gọi bằng mấy cái tool free được. Thì thường thường các bạn bỏ vô thì nó có sóng là đúng rồi, nhưng mà nó đâu có hiện tên nhà mạng đâu các bạn. Rồi các bạn để ý con này nè, nó hiện sóng sánh đồ đầy đủ luôn, nhưng mà nó đâu có hiện chữ Mobi, Vina, Viettel đâu mà các bạn bypass nghe gọi bằng mấy cái tool free được nha. Thế giờ các bạn thấy không, nó không có hiện tên nhà mạng nha, nó chỉ có sóng cho mình thấy là cái máy nó không có bị mất sóng thôi. Rồi ghim vô máy tính, mở Powertool lên, mình coi con này iOS máy, con này 7 lút 15.7.3 nè, iOS khá là mới. Thì hôm nay mình vẫn làm cái tool iBoy nha các bạn. Các bạn chưa rành thì các bạn lên kênh đó, xem thêm về cái tool iBoy ha. Rồi tải cái tool về, mở cái tool lên. Các bạn chưa tải thì lên đường link đó tải. Rồi tải một số cái driver trong cái thư mục driver nè, đầy đủ nè, one list getter luôn, đầy đủ hết. Rồi data RAM disk, mình coi thử nó là product máy, cái này 9.4. Thì mình vô data RAM disk á, iOS 15 mình tải đúng file nha. Không có được tải mình chạy RAM disk mà các bạn tải mấy cái file trong bubble nè. Mình về mình chạy RAM disk nó không có thành công, các bạn nhớ nha. Tải thì tải cho chính xác nha các bạn. Nhiều lúc các bạn tải lộn, các bạn chạy không được, các bạn nhắn tin hỏi mình mấy cái đó thì nó cũng hơi mất thời gian ha. Rồi tải 9.4 về, khi tải bỏ đâu á thì các bạn để ý nha. Khi mình dạy đến cái tool đó, nó có thư mục data RAM disk. Mình bỏ vô data nè, RAM disk nè, bỏ vô đây, không có cần dạy nén. Nhớ là không có cần dạy nén nha. Để im nó chạy luôn. Rồi mình đợi cái tool nó lên. Rồi mình coi cái mã seed đăng ký chưa, mình đăng ký. Các bạn nhớ là khi ghim vô điện thoại chế độ bình thường á, mình không có copy, tuyệt đối không có copy cái mã seed nha. Mà mình đi đăng ký nha, không có copy cái mã seed trong cái chế độ thường của iPhone á. Là đi đăng ký là nó bị fail nha các bạn. Các bạn để ý vấn đề này nha, nhiều lúc các bạn copy đăng ký nó bị mất credit nha. Rồi mã seed trên tool nè, cũng không được copy luôn. Rồi hôm nay mình làm cái video này cũng nói với iBoy nhưng mà nó cũng khá là đặc biệt ha. Mình có một cái file backup từ cái tool khác nè. Giờ mình giống như mình làm lại cái file backup á cho nó theo cái form của iBoy á. Mình active có sóng cho con này nha các bạn, nghe gọi nha. Thì cái form của iBoy á là khi mình giải nén ra nè, nó có số 1, số 2, số 3 nè. Rồi cái bên kia thì là mỗi cái tool có backup nó sẽ có những cái định dạng khác nhau nha các bạn. Giờ mình đăng ký, giờ mình đi đăng ký nè. Trước khi đăng ký thì mình về cái chế độ recovery đi, để mình copy cái mã seed trên tool đó cho nó chính xác nha. Rồi mình đợi cái máy vô recovery á, thì mình copy cái mã seed, mình vô Telegram của admin đó mình đăng ký. Con này thì mình đăng ký rồi thì nó hiện cái chữ xanh nha các bạn. Rồi vô Rigetti Acid nè. Rồi các bạn phải cài Telegram trên máy tính á, cho nó dễ đăng ký. Mình mở lên. Cái tài khoản mới là được 5 credit nha các bạn. Admin cho 5 credit nha. Dạo này admin chắc cũng khó khăn hay gì á, thì bóp lại credit nhiều quá. Mấy bữa 20 mà giờ còn có 5 rồi các bạn. Rồi các bạn bấm Start nè, tạo tài khoản. Này tạo rồi thì các bạn bấm vô account để mình kiểm tra cái tài khoản mình nó còn bao nhiêu credit nha các bạn. Wow, còn nhiều quá các bạn ơi. Còn quá trời luôn á, còn không credit luôn. Rồi bây giờ mình hết credit rồi các bạn. Hy vọng admin coi video này thì bơm thêm credit cho mình ha. Rồi cái này là đã đăng ký thành công nè. Rồi máy chưa vô chế độ bow unit. Thì giờ mình vô chế độ debug. Rồi để mình vô chế độ bow unit cho nó. Để mình chạy cái bonus getter các bạn. Rồi chờ vô debug nha. Rồi vô debug thành công nè. Rồi mình đưa về chế độ bonus.
thì bao nít những cái con dòng thấp thấp như vậy thì các bạn đừng có chạy iBounder nha. Nhiều lúc chạy thành công nó cũng bút em đít khó có được lắm các bạn. Dòng cao cao thì như 8 nút ít thì mình chạy iBounder cũng được, chứ mấy cái dòng thấp thấp các bạn cứ gắt tơ window mà các bạn chơi thôi. Rồi các bạn mở lên, mở cái Firepad trong cái thư mục Gutter Window 1 lít á. Rồi mà để mình kéo cái Device Manager lên cho các bạn dễ quan sát lúc mà nó cài driver ha. Cái này thì các bạn cứ mở mấy cái tab song song như mình á, dễ nhìn. Rồi mở cái Firepad lên nè. Rồi các bạn Enter cho nó kiểu mình nó chờ cái cài cái lít OK á. Rồi mình dùng cái Edit á, mình cài cái lít OK cho nó. Rồi khi cái Edit nó cài được cái driver lead OK thì bắt đầu cái Firepad nó sẽ chạy. Nếu mà đúng chuẩn thì nó chạy về Bonit Gutter là giống như là một nấm nhạc nha các bạn. Còn nếu mà nó bị lỗi driver lead OK thì các bạn gỡ, các bạn làm lại là được à. Cái này khá là đơn giản à, mình để xíu là mình làm được thôi. Đó, ngon lành nè các bạn, về Gutter thành công nha. Rồi khi về chế độ gắt tên công thì mình để ý nó còn kẹt cái driver lead OK thì thường thường cái máy tính của mình là mình hay làm là gỡ luôn, không có update, nhiều lúc nó hay bị kẹt á, mình gỡ luôn rồi mình refresh lại là nó sẽ cài về lại cái UB driver ha. Rồi trên tool nhận đầy đủ nè, gắt tơ đồ đầy đủ luôn. Rồi thường thường là giờ mình boot ram disk, nhưng mà từ từ để mình tạo lại cái file backup rồi các bạn, backup cái tool khác nó bị không có khớp với cái form mà cái file backup của tool Nightboy ha. Dù cái này thì mình sợ nó bị lỗi hay gì, mình copy lại một file mình cắt đi, rồi mình chỉnh sửa cái file backcode này. Các bạn để ý nha, nó phải trùng với số series của cái máy mình nha. Để mình kéo qua cho các bạn dễ nhìn nè. Cái bước này thì nó khá là quan trọng các bạn, mình tạo lại cái file backup theo cái chuẩn của iBoy á, mình chạy á thì nó mới chạy được nha. Thường thường cái file backup của iBoy á, trong này nó có file test nó hướng dẫn nè. Đó, mình đổi tên những cái activation đó là số 1, rồi data gì đó là số 2, nó ghi rõ ràng nè các bạn. Rồi bắt đầu mình tạo một cái file zip á theo cái mã exit á. Còn các bạn chưa rành lắm á thì các bạn copy cái file test á, mình lên Google mình dịch nó ha. Thì nó sẽ dịch theo tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn. À, xin lỗi các bạn, dễ coi. Thì cái này nói chung mà nó mình đổi thì mình đổi đúng cái form của mỗi tool, nó sẽ backup cái kiểu những cái form nó khác nhau các bạn, chứ không phải là của tool nào giống tool nào ha. Thì nhiều lúc mình để mất cái file, mình còn cái file backup á, nhưng mà mình lỡ cái máy mà mình restore hay reset lại còn cái file backup á thì mình cũng cứu lại được cái file nghe gọi nha. Bây giờ mình đổi nè, cái này là đổi số 1. Các bạn để ý nha, mình phải là đừng có ẩn những cái phần mở rộng nha, bật lên những cái phần mở rộng hết, tại mình đổi luôn cái đuôi phần mở rộng nha các bạn. Các bạn để ý nha, kéo xuống cho các bạn dễ nhìn nè. Đó, nó phải có cái đuôi phần mở rộng luôn. Các bạn nào ẩn thì các bạn bấm cho nó hiện lại nha. Rồi mình đổi nè, activation record á là số 1. Rồi cái này là mình đổi nè. Đó, mình đổi luôn phần mở rộng các bạn nhớ nha, số 1. Rồi Z, rồi cái này là số 2 nè. Rồi Z luôn, rồi còn lại cái này là số 3. Ok, rồi mình đổi 3 cái ha. Không có phần mở rộng nha, mình đổi như là mình bôi luôn cái phần mở rộng các bạn nhớ nha. Rồi tạo cái file zip. Kiểm tra cái file lay á, trong file lay nó có gì cũng chuẩn theo cái form của iBoy á là mình làm thôi. Trong này là các bạn để ý nè. Trong này là ví dụ mình mở lên nó có chữ file lay ha. File lay bấm ra là cái gì đây? iTunes Control bên này là đúng iTunes Control này, bấm ra có chữ iTunes, bấm ra có chữ iTunes giống luôn. Rồi trong này nó có file sheet, rồi chuẩn luôn các bạn. Vậy là cái phần file lay thì mình không cần chỉnh nha, nó đúng form luôn rồi, không cần chỉnh. Bây giờ mình tạo cho nó một cái file zip để mình dùng cái tool Nightboy á, mình reactive cho nó có sống lại nha. Rồi để mình đưa về đây cái file này, đây file của nó nè. Đó, giờ mình chuyển về iBoy đầy đủ rồi. Giờ mình tạo cái file zip cho nó. Copy file zip nè. Để mình chút nữa mình tạo cái file zip mình copy cho nó đúng nha các bạn. Sai là nó không có chạy được nha. Các bạn để ý cái khúc này nha. Đó, cái form của nó nè. Là cái không nhân acid. Rồi chấm zip. Đó, các bạn thấy không? Mình làm đúng cái form nha.
Rồi giờ lết vải mình tạo cái pha díp nè. Rồi đó các bạn thấy không, chọn phần pha díp. Rồi mình bôi đen đây, chừa lại chữ chấm díp thôi. Mình copy cái mã acid trên tool đó, mình paste vô. Rồi bấm ok. Các bạn lúc khúc này mình bấm cẩn thận nha, mình kiểm tra mã acid kỹ ha. Rồi bấm ok là nó sẽ có một cái file zip mới ha. Đây file zip nè, mình mở lên coi được đúng cái form chưa. Ôi sai rồi các bạn, sai rồi, sai cái form rồi. Phải mở lên cái file zip là nó phải vô 123 liền. Cái này là nó vô số series là sai rồi. Để mình vô mình xóa đi. Đó mình vô trong này là mình tạo file zip nè. Mình bôi đen, mình bôi hết đi, Ctrl A hết. Rồi mình tạo file zip trong này nha, là nó mới chính xác theo cái form. Tại cái này mình chạy thì nó cũng hơi khó khăn á, làm cái này kỹ xíu các bạn. Nhiều lúc nó lỗi mình làm lại cũng được, mà điều nó khá mất thời gian ha. Rồi chính xác nè, ok. Đó là có một file zip rồi các bạn. Mình cần là cần cái file zip đó, còn mấy cái linh tinh kia mình xóa cũng được ha. Đó khi mở lên là nó phải là có 123 rồi file lại liền. Nó mới đúng cái form của iBoy. Nói chung là mỗi tool nó sẽ có một cái form riêng ha. Form backup, file backup á, nó riêng. Thì mình làm giống theo nó là được thôi. Rồi mình paste vô đây. Rồi đó có cái file nè, active nè. Rồi chút nữa mình RAM disk xong á, mình active. Kiểm tra lại lần cuối. Rồi đúng số series, đúng form chưa. À, xin lỗi các bạn, đúng số acid, đúng form chưa. Rồi mình boot RAM disk vô. Nãy vô Gator rồi, giờ mình boot RAM disk nha. 15 thì các bạn chạy luôn, không có tích vô iOS 16 nha. Nhiều lúc các bạn lỡ tích vô, mà nhiều lúc mấy cái máy mà backcode á, mình boot RAM disk mà mình lỡ chọn vô iOS sai á, là nó bị treo táo á, là có khi hơi bị mệt nha các bạn. Các bạn để á, mình làm từ từ thôi. Rồi khi nào chờ nó boot thành công á, nó lên logo á, rồi mình check SSH, rồi mình reactivate là cái file mà nãy mình tạo á, theo cái tool iBoy á. Rồi mình đợi hưởng thành quả thôi. Rồi lên logo các bạn, ngon lành nè. Rồi mình đợi. Làm mấy cái này thì nói chung video này thì video về iBoy mình làm khá là nhiều. Hầu như là nó cũng đầy đủ hết những cái từ cơ bản đến nâng cao rồi. Còn các bạn có về cái tool iBoy mà có thắc mắc cái gì á, thì hoặc là cần làm những cái con máy nào á, trên tool iBoy á, thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới á. Thì khi nào mình có máy á, thì mình lên video cho các bạn xem ha. Rồi boot RAM disk thành công rồi các bạn, thì mình chờ SSH. Rồi chết SSH nó một cái. Rồi bắt đầu chết SSH thành công á, thì mình reactivate nha. Cái con này là Hello iBoy, mình làm nghe gọi luôn. Rồi cái khúc này nó mới quan trọng là các bạn, cái khúc restore backup nè. Restore lại cái file mà nãy mình tạo á, được hay không là cái khúc này ha. Hồi hộp các bạn ha, hồi hộp nè. Rồi các bạn đợi cho nó chạy. Mình nhìn cái dòng chữ á, mà nó báo mà thấy ngọt ngọt gì. Ok ok là ngon lành các bạn. Đó bearing như nè. Đó là lầm nè, là ngon lành các bạn. Rồi ngon lành cành đào luôn các bạn ơi. Vậy là thành công nha. Nói chung là mình tạo cái file backup từ cái tool khác á, qua cái chuẩn cái form của iBoy á, hoặc là những cái file backup các bạn còn mà hồi xưa iOS thấp á, mình chỉnh sửa được hết nha các bạn. Khi thành công các bạn nhớ là không có rút cáp vội nha, để cái tool nó tự boot cái máy lên. Các bạn nhớ nha, không có rút cáp vội ha. Rút cáp nó treo có khi làm lại mất thời gian. Mấy cái form này có file test trong này iBoy ghi khá là kỹ. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Rồi xin chào, cảm ơn các bạn. Told your friend you're not okay.
cause you're trying to stay strong and fake a smile until I